Thạch Đen, xin mời cho mình. Xin mời. Nóng nào luôn đấy. Úi giời. Hình dung này. Cái gì dung ấy? Ai dung chân ấy? Ăn không chân. Đâu rơi rồi chị. Và chị sẽ ăn với sữa đặc. À nhầm chị, rồi. Chị với người xem luôn rồi. Bây giờ mình sẽ sấn ra xong rồi mình sẽ cho vào đây nhá. Cho vào cái bát này rồi trộn với lại sữa đặc ăn thử xem có ngon không. Đổ sữa đặc vào nhá mọi người. Không biết là có ai ăn thử kiểu này bao giờ chưa. Xin mời mọi người. Nó ngọt hơn rồi. Nó ngọt hơn thôi. Nhưng nó vẫn bình thường mọi người ạ. Nếu mà có đá chắc là ngon hơn. Bye bye mọi người.